Cu. Bia ấy hết rồi, chỉ còn Ken thôi. Có vó bò mấy cả ném thính ở trong nhà ấy. Tao hỏi chủ tua của mày. Chủ tua? Cụ đi tua. Em biết cái gì? Này, đây là chồng của tôi đấy. Tao nhìn thế này mà mày gọi là cụ à? Gọi tao đây. Còn khuya mới đến 70 nhá. Dạ, em xin lỗi ạ. Trời nóng quá đấy ạ, mà mấy hôm mất điện liên tục nên năm ra đầu óc em căng thẳng như muốn nổ tung ạ. Nhầm lẫn nhìn trẻ quá già. Vâng, mời bác, mời mấy anh, mời chị vào văn phòng làm hợp đồng luôn ạ. Xin kính chào quý khách. Là thằng cu buổi sáng à? Vâng. Thế lại là anh à? Vâng. Thế quý vị dùng gì ạ? Ô, anh ơi, thế dùng gì nghĩa là dùng gì ạ? Dùng gì nghĩa là thế nào? Thì ý em nói là anh chị ăn gì để lót dạ ạ? Đây thì bọn em có đầy đủ mọi thứ đấy ạ. Vó bò, lẩu thập cẩm, bò xào, đậu rán, mực nướng ạ. Hóa ra đây thì là quán ăn à? Vâng. Thế thì thôi. Tôi tưởng đây là văn phòng công ty du lịch Hà Mã cơ mà. Thì chính Hà Mã đây à? Thì anh chị nhìn thế này. Văn phòng Hà Mã. Văn phòng Hà Mã. Ông Bình ơi, đúng Hà Mã đi rồi. Vâng. Thì anh là chủ tour du lịch Hà Mã. Tôi chủ đấy mà. Anh em bảo này, anh đi du lịch đâu thích nhất là anh? Ừ, anh đi đâu chả thích em. Đấy. Đấy thì các văn phòng khác ấy, người ta phối hợp là quán cà phê này, internet này. Văn phòng này. Riêng văn phòng em nhé là 2 trong 1, vừa văn phòng tour lại vừa quán ăn điểm tâm đấy. Thế đây menu đấy nhá, thì các bác chọn này, úi giời ơi, món cực kỳ ngon này. Anh đây là salad này, đậu này, ếch này. Này cái tay không phải chọn nữa, cho ăn những bò. Em ơi, một bò nhá. Đây, trong quá trình bắt trọng tour nhá. Đây là chương trình đi. Cô Bình ơi, kệ người ta. Ăn mình cứ ăn đi. Ủa, trong này nhiều chỗ đi thích lắm mình ạ. Ôi ôi, mát thế nhỉ. Đâu mát thế nhỉ. Chị anh quà má. Mát nhỉ. Mình ơi mình, vợ chồng mình đi cửa ông nhá. Đi các bà. Không, bà em thích đi cửa ông cơ. Các bà đẹp hơn. Cửa ông nhờ anh nhờ. Nhiều người đi cửa ông chứ. Năm nay mốt đi cửa ông đấy. Nhiều người đi lắm. Cứ được, cửa ông cũng được. Đấy, cửa ông rồi, cửa ông rồi. Cửa ông. Đấy rồi, mình ơi, ăn ngon nhà mình nhờ. Thôi. Bó bỏ dai bỏ mẹ đi. Dai càng ngon. Đúng rồi, dai mà càng nhai lâu thì nó càng ngọt đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Em nói đúng quá đấy bác ạ. Ngon quá. Thì em đi tư vấn cho anh nhé. Là đến một nơi cực kỳ lý tưởng. Ở chỗ nào hả anh? Cực kỳ lý tưởng mà ngược là cái nơi như thế nào? Dạ, chỗ này là mới khai phá ra. Thế nên ra là cát cực kỳ mịn. Anh nói thế nào chứ, cát ở đâu mà chả toàn mịn đi. Đây, cát mịn đặc biệt. Nhưng mà anh chị không tin, anh chị phải đến mới thấy được. Thế ạ? Tức là cũng cứ phải nhai cái món vó bò của anh dai như rẻ rách thì mới thấy là ngon đấy. Thì cũng tính thế đấy ạ. Thì cát ở đây mịn này. Nước lại trong xanh này. Ôi, thích quá. Quan trọng là tuyệt đối an toàn. Đấy, đấy là quan trọng đấy. Vâng. Nó không có sóng thần đâu. Ôi, em sợ sóng thần lắm nhá. Em bảo này, sóng thần nhá, cái đợt vừa rồi bao nhiêu người chết nhá, em sợ lắm. Nhưng ở đây không có sóng thần nhá, không chứ. Này, để chỗ đi. Sóng thần cứ ngồi đây mà nói thì phải sang đây nói sóng thần được. Vâng, thì cái chỗ này tính thế mà em tư vấn cho anh chị đến đây. Không có sóng thần này, nó lại còn có một cái rừng thông á, tuyệt đẹp, cực kỳ lãng mạn nhá, ùa với cái tuổi mới lớn như anh chị đấy ạ. Và rừng thông có quả cây, có cả lá nữa cơ. Trời ơi, rừng thông nào mà chả có cây có lá. Thế thì cây với lá ở đây nó đặc biệt. Mà quan trọng là người dân cực kỳ hiếu khách nhá. Khu này mới khai phá mà. Thế đâm ra người dân là còn hồn nhiên, còn original. Anh chị đến là người ta ùa ra, người ta vây đấy, xong người ta cho anh chị thưởng thức tất cả. Anh ơi, nhưng mà ở đây có nhiều món ngon không? Ngon chứ, cả ngon cả không ngon thì người ta mang ra cho anh chị hết. Mà anh chị không ăn đổ đi nó bí. Đúng rồi, em ấy là em chỉ thích ăn món quen thôi. Em không thích ăn món lạ đâu nhá. Thật đấy, em chỉ thích món quen. Thôi
Anh sẽ bảo nó lấy cái món quen cho em ăn là được rồi chứ gì. Rồi nhớ rồi. Em muốn gì là có đấy. Có đấy ạ. Anh ấy thì còn cái vấn đề mà ăn ở ngủ ấy rồi việc đi lại tàu xe ăn thế nào ở nhỉ? Tàu xe xe ô tô thế nào? Thế cái đấy thì thuộc anh chị thôi. Thì thuộc nó thế nào? Đây này, giá tour nó có hết rồi đây này. Đúng là 1 triệu này, 800 này, 600 này, 400 này, tiền lao của nó. Vợ chồng em sẽ chơi khoảng 1 triệu luôn. 1 triệu luôn ạ. 1 triệu luôn. Vâng, thì 1 triệu thì nó sẽ có những cái tiêu chuẩn này. 1 triệu luôn. Ăn ở khách sạn 3 sao này. 3 sao? Mấy sao? 3 sao. Có 3 sao thôi. 1, 2, 3 thôi. Có 3 sao thôi. 3 sao là quý lắm rồi. Đúng rồi. Ừ thì đi lại là phương tiện là xe có máy lạnh này. Thế à? Vâng. Tốt quá. Thì khăn ăn này, nước uống này, này, ok, phát miễn phí này. Được rồi. Cái gì miễn phí? Ok, phát miễn phí. Mình ơi, nếu thế thì vợ chồng mình ok nhá. Ok. Ok. Hai bác đi du lịch 3 ngày đúng không? Nói cái gì đấy? Đi du lịch thiên đường 3 ngày đúng không? Cái gì cơ? Khổ quá. Hả? Ông Phạm Văn Bằng và cô Nguyễn Thị Nụ Hương đi du lịch thiên đường 3 ngày đúng không? Đúng rồi. Đúng. Lên xe đi. Thế nhưng mà anh là ai đấy? Anh là ai đấy? Tôi là hướng dẫn viên du lịch kiêm lái xe. Lên xe đi, nhanh lên. Sao lại xe này à? Xe này, lên đi nhanh lên, không là chết máy là không đi được đâu. Ông sang cửa bên này, cô mở cửa bên này. Vâng. Mở đi. Anh ơi, không mở được. Nào. Anh ấy không mở được. Không mở được cửa. Ấn mạnh nó vào giật ra. Ấn rồi cũng không ra. Cũng không được à? Không. Úi giời. Đây. Không như này bậy ra. Đang rồi. Bậy ra. Bậy ra cô này trẻ khỏe sang giúp cô tay nhé. Máy lạnh mà sao lại đi cái xe này? Mở cả xào beo mà không phải mở cửa. Các anh làm ăn thế nào? Tôi nói cho ông bà biết. Nói một đằng là làm một nẻo. Ông bà mua vé có 400 thì chỉ có xe này thôi. Sao lại 400 là thế nào? Mua 1 triệu thì khác có xe đẹp. Này, vợ chồng tôi là mua vé 1 triệu đấy nhá. 1 triệu. Mình nói thật bỏ vé ra. Vé ở đây. Vé đâu? 1 triệu hẳn nói đây. Đấy, đây. Này, cho đi. À, anh chị mua vé của công ty Hà Mã nhỉ? Đúng rồi. Đúng không? Anh không phải công ty Hà Mã. Không. Thì nhầm rồi. Nhầm rồi. Không nhầm. Khổ quá. Đây. Thôi anh nhầm rồi. Anh chị phải nghe tôi giải thích đã. Anh chị mua vé của công ty Hà Mã. 1 triệu. Đúng rồi. Công ty Hà Mã lại bán anh với chị cho công ty Bạch Tuộc. Công ty Bạch Tuộc lại bán chị với anh cho công ty Lợn Lòi. Công ty Lợn Lòi lại bán cho công ty của chúng em là công ty Tê Giác. Mà cứ mỗi lần qua công ty, một công ty họ lại khấu lại một ít. Thì đâm ra vé của anh chị chỉ còn có 400. Này, tôi nói cho các anh biết nhé. Chúng tôi là người nhé, không phải là vật nhé. Mà các anh có thể mua bán được nhá. Sao lại mua bán thì tôi sẽ làm sao lại mua bán? Từ 1 triệu xuống còn có 400. Làm sao mà tôi biết được? Hả? Bác đi mà hỏi người ta. Thôi rồi. Như thế là vợ chồng mình bị lừa đấy. Không đi. Lừa đảo vợ chồng tôi không đi nữa. Đợi xe. Chúng tôi sẽ kiện. Đợi xe của Hà Mã. Thế này nhá. Bây giờ thế này nhá. Sao? Họ bán cho công ty em. Em chỉ biết mua và phục vụ các bác. Nhá. Còn bây giờ nếu các bác mà không đi, coi như là các bác đơn phương chấm dứt hợp đồng. Em không chịu trách nhiệm nhá. Thôi em đi. Thế. Ơi này. Thế là sao lại không chịu trách nhiệm thế nào? Này. Không phải anh ra đi, từ từ đã, thôi được rồi, thì vợ chồng em cũng đồng ý đi, thôi đi nhá mình nhá. Đi rồi thì thế nào? Thôi mình ơi, còn hơn là không đi, bây giờ có đi vẫn hơn. Nào, thôi có bây giờ không? Có, bây giờ. Tự nhiên là mất đứt 600 nghìn đồng bạc của người ta. Mở dùm vợ chồng em. Anh mở cái cửa đi, chúng tôi đi đây. Anh em mở. Anh ơi, kệ chú đi. Kệ làm mặt hôm nay thì chết rồi. Đéo hộ giúp hộ cái nào. Lạc đéo. Được rồi. Mà ngồi xe này đóng chết mẹ người ta chứ làm sao được. Được chưa? Nào. Ôi nào đấy. Máy biết không nào. Có. Vào đây. Anh có cái quạt trước này thì cho vào lên đây. Đây. Không? Anh ơi nóng quá. Chỗ à? Mình có cái này. Nóng. Điều hòa đây. Đây của ông. Nha. Đây. Điều hòa nữa đây. Của ba. Tôi đi cái điều hòa như thế này bây giờ. Nào bám chắc vào nhá, tự chỉnh lấy nhiệt độ nhá. Xe anh nóng quá anh ơi, xe pháo thế này làm sao mà em đi được, em nóng lắm anh ạ. Anh Tài ơi, anh bật cái máy điều hòa đi. Cái xe chạy một lúc là nó mát đấy mà.
mình ơi mình, thế này em chết với tụi mình rồi, em làm sao mà em chịu được được thế này được chứ. Thế này biết thì em ở nhà cho nó xong mình ạ. Thôi em ơi, chịu khó đi, có mấy hôm thôi, Hà Nội bây giờ đang mất điện, nước Hồ Hòa Bình dưới mức chết, mất điện liên tục thế thì nóng thế làm sao mà chịu nổi được. Mình cố gắng đi tránh mấy hôm, đồng thời cũng là tránh cái bọn cháu lòng tiết canh ấy. Mùa này mà nước cống nó dành lên hôi thối làm sao mà chịu nổi được. Quá thôi. Cái gì thế? Cái gì thế hả? Đón khách. Khách hả? Đây mới là khách chính của công ty tôi. Đây rồi. Lên xe phải phụ xe. Rồi. Đây, đây. Từ từ đã. Rồi. Đây, nào. Đấy, chị ngồi bên này. Đấy, còn anh ngồi bên này. Lên đi mình. Đấy. Anh ngồi chưa? Rồi. Anh Tài ơi. Rồi. Bác Bằng với chị Hương. Thì hai người cũng đi du lịch à? Nóng lắm. Ở nhà làm cái gì? Tôi, em tưởng hai bác có phải đi tour xịn như đi tour bình dân như thế này à? Thôi xịn cũng được, bình dân thôi đi anh Tài ơi. Nóng lắm. Đây. Điều hoa của anh chị đây. Vâng. Xịn cái màu vàng nhá. Xin. Của em anh này. Màu tím này. Đấy. Nào, quý vị ổn định chỗ ngồi nhá. Rồi bác Tài ơi. Thay mặt cho giám đốc công ty Tê Giác, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Miu, lái xe kiêm hướng dẫn viên du lịch, sẽ cùng đi với quý vị suốt chặng đường hành trình của chúng ta nhá. Đề nghị xin một tràng vỗ tay. Rồi, vô duyên. Thế mà vỗ tay. Duyên chứ. Thôi, quý vị bám chắc vào nhá. Mình đã ăn cái gì đâu. Nào, mình ơi, ăn đi mình. Ăn đi. Anh không ăn đâu. Ủa, từ sáng đến giờ mình đã ăn cái gì đâu. Đi du lịch, đi ăn lòng. Ăn lòng thì sao, lòng mình thế thì phải ăn chứ. Nhưng mà em để tủ lạnh rồi, thơm ngon lắm, mình yên tâm. Còn lâu mới tới nơi thì ăn đi nào. Mình miếng, em miếng, nhà. Ôi trời ơi, nhìn kìa. Trông ngứa cả mắt mình nhờ. Hương ơi, em ăn phô mai nhớ. Không. Phô mai đi mà. Không. Thế thì ăn giam bông lại nhớ. Đây. Anh lấy hamburger cho em ăn nhớ. Không ăn. Người ta có phải là lợn đâu mà cái gì cũng cho vào mồm được. Thế thì anh là lợn vậy. Không. Ngon, có hamburger ngon quá. Đây, cái cô kia, cô định đầu tập chồng tôi đấy hả? Tại sao cô cho chồng tôi ăn những thứ mất vệ sinh như thế hả? Vệ sinh là mất vệ sinh, chị ăn tiền, đáng không thèm ăn. Làm chồng con nhà con cô, tôi không thèm ăn, cứ để tủ lạnh rồi, có làm sao không nào? Đấy, những người này tôi nói cho cô biết, cái chồng tôi không phải là lợn nhá. Cô ghét của người tụi tôi ăn cái đồ đấy nhá, này nhá, không nói là lợn đấy. Thôi, tôi là người chịu trách nhiệm tính mạng của các anh các chị trong chuyến đi này. Nhân danh hướng dẫn viên du lịch kiêm lái xe, tôi đề nghị thế này. Anh Hoàng Thanh Dương lên trên ghế trên này ngồi với anh Phạm Văn Bằng để tiện việc uống rượu nhá. Chị Nụ Hương xuống ngồi với chị Nụ Tú để tiện việc cãi nhau và mỗi biết tay thôi. Vô duyên ạ. Không cãi nhau để tôi còn tập trung tôi lái xe nhá. Có được không? Ngồi đi đâu? Ngồi chỗ nào ngồi yên rồi đấy. Không được à? Thì lại đi tiếp.